Xin chào anh em, mình là Tân Trần Anh, gã đánh giày của SUOP. Hôm nay SUOP sẽ cùng các bạn thảo luận chủ đề về Sushi cây giữ form giày. Vậy Sushi là gì? Tại sao lại cần sử dụng Sushi cho giày da và giày tây? Ở đây trong tay mình đang có hai sản phẩm Sushi. Một chiếc là size 38, một chiếc còn lại là size 41. Với chiếc Sushi này, mọi người cũng biết là thường làm kết cấu với phần lò xo thanh rút và chất liệu là gỗ. Trên thị trường hiện nay đang có rất nhiều loại Sushi gỗ, chủ yếu là gỗ dần mì, gỗ thông và một loại nữa là gọi là Sushi gỗ tiếp tùng đỏ. Thì với thiết kế của chiếc Sushi size 38 của mình là loại không có núm, và là bằng kia tay nắm ở đây sẽ là bằng mấu gỗ để các bạn có thể rút ra rút vào khi sử dụng. Như các bạn thấy thì ở đây mình có một đôi giày size 38. Chúng ta sẽ sử dụng Sushi này cho các loại giày size 38, 39 cùng một size 40, 41, 42, 43. Sushi sẽ được sử dụng theo size là 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 và 44. Với những loại size giày cỡ lớn hơn thì các bạn sẽ phải đặt theo yêu cầu. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Sushi làm sao dễ dàng hơn và đúng cách. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Sushi đúng cách với đồ giày single băng trên tay mình đây. Khi sử dụng Sushi mình có thể tháo phần dây cài ra để đảm bảo không bị căng dây khi các bạn nhét Sushi vào. Các bạn để giày, các bạn để giày ở một góc 45 độ so với mặt đất hoặc mặt bàn. Sau đó mình sẽ cầm phần đuôi của một chiếc Sushi như này, mình xỏ chếch tay vào lòng giày, các bạn xoay nhẹ nhàng, sau đó các bạn ấn xuống. Với sản phẩm Sushi có phần núm vàng này, với thiết kế bằng núm bằng nhựa, khi dùng các bạn lưu ý hãy luôn nhớ là vặn chặt cái núm này lại để tránh không bị bung núm khi các bạn kéo hoặc là giật hoặc là tháo Sushi ra khỏi giày hoặc là đóng vào. Với Sushi với con núm này cũng tương tự như vậy thôi, các bạn để ngách nghiêng phần Sushi so với giày này, xoay dần, sau đó các bạn ấn vào. Khi anh em mình tháo ra chúng ta sẽ cầm lấy cái núm này, sau đó ấn nhẹ về đằng trước theo một góc 45 độ thì phần đuôi, phần đít của Sushi đã dài ra rồi. Chúng ta sẽ rút nhẹ nhàng ra, cầm cả phần này ra để rút ra, nhưng như là rút đấy. Mình sẽ làm lại ở phía bên trái cũng như vậy, chúng ta ấn nhẹ hơi dùng lực, sau đó lắc nhẹ ra. Khi sử dụng Sushi lâu ngày sẽ các bạn sẽ thường thường xuyên gặp phải các vấn đề như là các cái phần ốc vít Sushi sẽ được bung nhẹ ra hoặc bị tròn ren ở xoáy, thì lúc ấy chúng ta sẽ sử dụng tua vít loại hai cạnh và bốn cạnh loại nhỏ để các bạn vặn. Đây mình sẽ có một cái tua vít đa năng, các bạn sẽ vặn xoay theo chiều kim đồng hồ để các cái mấu này được cảm giác chặt hơn và sẽ không bị tuột ốc ra nữa. Nhưng trước bên này cũng vậy, với tất cả những cái mấu này nếu mà nó bị long ra thì các bạn chỉ cần siết nó lại thôi. Mình sẽ tiếp tục lý giải tại sao chúng ta sẽ sử dụng Sushi cho giày da và giày tây. Với Sushi bằng gỗ, bởi vì gỗ
có tác dụng hút mùi, hút ẩm, sẽ giúp khử mùi giày cho bạn, hút ẩm trong lòng giày trong những ngày thời tiết ẩm thấp và môi trường độ ẩm cao. Như thế sẽ ngăn ngừa cảm giác hôi chân, hoặc là đặc biệt là ngăn ngừa nấm mốc xâm nhập vào da giày hoặc lòng giày. Hơn nữa, điểm đáng lưu ý và đặc biệt nhất khi các bạn sử dụng cây giữ phong giày Suchi này, đấy là chúng sẽ làm căng hết toàn bộ bề mặt da giày và giữ được form giày của bạn ở mức độ hoàn hảo nhất, làm giảm cấu hao những nếp nhăn trong quá trình sử dụng. Các quan điểm tức là sử dụng Suchi sẽ giúp các bạn loại bỏ nếp nhăn là hoàn toàn sai nhé. Suchi chỉ giúp các bạn làm giảm cấu hao về nhăn. Quan điểm mà mọi người thường chia sẻ đấy là sử dụng Suchi có thể loại bỏ vết nhăn trên bề mặt da giày là hoàn toàn sai nhé. Suchi chỉ có thể giúp các bạn làm giảm cấu hao về nhăn trên bề mặt da giày, đặc biệt là phần van, phần thân giày này. Khi các bạn sử dụng hay gặp chân đi lại thì sẽ xuất hiện những vết nhăn ở đây. Đấy là điều không thể tránh khỏi khi sử dụng giày đây và giày da. Thì chúng ta sẽ sử dụng Suchi để có thể làm căng lại nó trong quá trình mình để giày nghỉ ngơi và không sử dụng đến. Đặc biệt là khi các bạn chăm sóc vệ sinh cho giày bằng các bước vệ sinh như là trải bụi vệ sinh, dưỡng da, đánh bóng với si kem và si sáp, khi chúng ta sử dụng Suchi sẽ làm căng toàn bộ bề mặt da, giúp cho chúng có thể dễ dàng thẩm thấu hơn các chất si kem dưỡng và đảm bảo là toàn bộ bề mặt da sẽ không bị bỏ sót một phần nào cả. Với mỗi một đôi giày các bạn nên trang bị một chiếc Suchi. Với mỗi một đôi giày các bạn sở hữu, các bạn nên trang bị ít nhất là một đôi Suchi để đảm bảo cho đôi giày của mình luôn được bền đẹp nhé. Nếu như anh em có vấn đề gì thắc mắc hoặc là quan tâm đến Suchi ở cái giữ phong giày này, có thể liên hệ cho Suop, inbox, comment hoặc là gửi email cho Suop, Suop sẽ giải đáp cho các bạn. Như vậy sau video này anh em đã cùng Suop tìm hiểu về Suchi và cái giữ phong giày, tại sao cần dùng đến Suchi cho giày da giày tây, và sử dụng Suchi cho giày da giày tây sẽ giúp ích thế nào trong quá trình chăm sóc và bảo quản một đôi giày. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của Suop. Nếu như anh em cảm thấy video của Suop hữu ích, hãy like, subscribe, chia sẻ và theo dõi các video tiếp theo của Suop nhé. Cảm ơn anh em.